Sau niềm vui hân hoan khi có được trận thắng thứ tư ở mùa giải mới, vẫn có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho chiến lược gia người Đức về việc tổ chức đội hình và cách bắt nhịp trận đấu. Trong thời gian hiệp 1 của trận đấu với Wolves, Liverpool đã thi đấu quá chậm chạp và hời hợt. Đó cũng chính là nguyên do mà họ bị thất thế trước đội chủ nhà và nhận bàn thua sớm. McAllister, tiền vệ thường thi đấu rất chỉnh chu và gọn gàng kể từ khi chuyển đến từ Brighton, thì ngày hôm đó lại tỏ ra đầy cáu kỉnh vì phong độ của bản thân. Tiền vệ người Argentina để mất bóng ở những vị trí rất nguy hiểm, và Klopp cũng phải thừa nhận McAllister có vẻ bị kiệt sức sau quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Và việc được Klopp thay ra ở trong hiệp 2 phần nào cũng giúp McAllister giảm bớt áp lực và có thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại với phong độ cao nhất. Đáng ra, McAllister không nên được lựa chọn xuất phát ngay từ đầu bởi lý do thể lực. Nhưng thật may là Liverpool có một Jurgen Klopp nhận biết vấn đề sai sót rất nhanh, và chính ông đã đưa ra những sự điều chỉnh để tạo ra sự khác biệt trong hiệp 2 của trận đấu. Với một hàng phòng ngự đầy chắp vá khi những cầu thủ quan trọng đã phải vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau khiến Liverpool không thể có một tuyến sau đủ chắc chắn. Liverpool cần những ngôi sao ở tuyến dưới để họ có thể phân phối bóng lên tuyến trên. Nhưng mọi thứ cứ bế tắc trong suốt hiệp 1 và việc xoay chuyển tình thế chỉ diễn ra trong 45 phút còn lại của trận đấu. Quyết định tung Luis Díaz vào thay thế cho McAllister là một quyết định đúng đắn của Klopp. Cầu thủ người Colombia cũng là người mới trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, nhưng thể lực của Díaz rõ ràng là tốt hơn McAllister rất nhiều. Những pha đi bóng đầy tốc độ của Díaz khiến Wolves gặp rất nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự. Dấu ấn chiến thuật của Klopp không chỉ dừng lại ở đó. Việc di chuyển Dominic Soboslai về chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu đã lối chơi của Liverpool cải thiện hơn rất nhiều trong hiệp 2. Liverpool thực hiện tổng cộng 49 đường truyền xuống 1/3 cuối sân trong hiệp 2, 30 đường trong hiệp 1. Đoàn quân của Klopp cũng thực hiện được nhiều đường truyền thành công hơn trong hiệp 2 với 339 lần, hiệp 1, 229 lần. Và chính Soboslai là trung tâm của sự thay đổi đó. Cầu thủ người Hungary là cầu thủ có nhiều pha chạm bóng hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân ngày hôm đó, 118 lần. Việc bao quát được tuyến giữa giúp Soboslai giảm đi phần nào áp lực cho Joe Gomez khi anh này phải chuyển lên thi đấu như một tiền vệ trong suốt thời gian hiệp 1. Soboslai cho đến thời điểm này cũng đang là cầu thủ thực hiện số đường truyền xuống 1/3 cuối sân nhiều nhất cho Liverpool sau 5 trận đầu tiên của mùa giải. Soboslai có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến trận đấu của chúng tôi, Jurgen Klopp chia sẻ về cầu thủ người Hungary. Mặc dù có hiệp 1 không được như ý muốn, nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm thi đấu, và đó chính là điểm mạnh lớn nhất của Soboslai. Cậu ấy thực sự là một cầu thủ rất thông minh. Nếu nói lối chơi bình tĩnh và chuẩn mực của Soboslai là một trong những yếu tố quyết định đến thế trận, thì nỗ lực không ngừng nghỉ của Darwin Núñez lại là một khía cạnh rất khác của Liverpool. Vào sân từ phút 56, Núñez đã giúp hàng công của Liverpool thi đấu thoáng đạt hơn rất nhiều. Mặc dù không trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số, nhưng nhờ những pha chạy chỗ không ngừng nghỉ của Núñez mà rất nhiều đồng đội của anh đã có được không gian và thời gian để khai thác vào những điểm yếu của đối phương. Nếu không về tập trung cùng đội tuyển quốc gia thì có lẽ Núñez đã được cho đá chính ngay từ đầu. Bất kể được ra sân ngay từ đầu hay vào sân từ băng ghế dự bị, Núñez vẫn luôn chứng tỏ anh sẵn sàng thay đổi cục diện của trận đấu khi có mặt ở trên sân. Nhưng tóm gọn lại những yếu tố kể trên thì vẫn phải nói đến tài xoay chuyển đội hình và tính linh hoạt trong lối chơi của Jurgen Klopp áp dụng cho các học trò. Soboslai và Curtis Jones thi đấu lùi sâu, tạo điều kiện cho các hậu vệ cánh có khoảng trống để dâng cao. Chính việc này khiến Wolves phải rất đau đầu khi phải đối mặt với một những cái tên tốc độ như Díaz hay Robertson. Ở bàn thắng thứ hai của Liverpool, vị trí của Andy Robertson cũng rất hợp lý. Hậu vệ trái người Scotland đã lùi sâu sau pha phất bóng của Jose Sa. Nhưng thay vì di chuyển trái bóng bên về trái sân thì Robertson lại quyết định đi bóng thẳng vào trung lộ rồi sau đó chuyển trái bóng cho Mohamed Salah đang di chuyển bên cánh phải. Ngay khi Salah nhận bóng, Robertson đã di chuyển ngay vào vòng cấm để vượt qua hàng phòng ngự của Wolves rồi sau đó nhận đường chuyền thuận lợi từ Salah và dứt điểm gọn gàng hạ gục Jose Sa ở góc gần. Chia sẻ về tình huống này, Klopp nói, rõ ràng Robertson sẽ không chơi ở vị trí như thế trong hiệp 1, nhưng ở hiệp 2 chúng tôi đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Và đó chính là sự khác biệt để làm nên chiến thắng ngày hôm nay. Màn trình diễn của Robertson là ví dụ điển hình cho những gì tính túy từ lối chơi của Liverpool. Trong ngày Robertson đeo băng đội trưởng ở trận đấu thứ 200 cho Liverpool, các đồng đội trẻ như Jairo Quansah và Harvey Elliott đã được truyền rất nhiều động lực thi đấu. Việc cầu thủ 29 tuổi liên tục hỗ trợ và tổ chức tuyến sau của Liverpool giúp tuyến sau của đội bóng này được thúc đẩy một động lực lớn khi thi đấu trong hiệp 2. Liverpool có được 32 lần chạm bóng trong vòng cấm Wolves trong hiệp 2, con số này nhiều hơn đáng kể với thông số 10 lần chạm bóng trong hiệp 1. Phẩm chất ngôi sao của Liverpool luôn được thể hiện đúng lúc, chính vì thế mà trong 3 trận gần nhất dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ vẫn vùng lên mạnh mẽ để tìm đến chiến thắng sau cùng. Chia sẻ về chiến thuật sau trận, Klopp tỏ ra khá bình tĩnh khi ông cho rằng việc vượt qua khó khăn để tìm đến chiến thắng là quan trọng, nhưng họ sẽ cần tìm ra phương án để hạ đo ván đối thủ trước khi phải tính đến việc lội ngược dòng như những trận gần đây. Nhưng việc xoay chuyển tình thế như vậy có diễn ra được mãi? Liverpool đã để thủng lưới sớm trong 3/4 trận gần nhất nhưng họ vẫn duy trì được thành tích bất bại. Đúng là Liverpool chưa bao giờ để đối thủ tạo ra khoảng cách quá lớn khiến họ không thể san lấp, nhưng thủng lưới sớm nhiều trận như vậy rõ ràng là hàng thủ có vấn đề. Điều này vẫn xảy ra trong thời điểm những hào thủ của The Kop có mặt trên sân chứ không riêng gì thời điểm khó khăn như hiện tại.
Với chấn thương mới nhất mà Quan Sa gặp phải, Jurgen Klopp sẽ còn phải đau đầu thêm nữa bởi giữa tuần này họ sẽ phải hành quân tơi áo để thi đấu trận đầu tiên tại Europa League với LASK. Tuy nhiên Klopp vẫn đang tỏ ra tương đối lạc quan để đối mặt với tình hình mà đội bóng đang gặp phải. Cho đến lúc này, khả năng tìm ra giải pháp và thay đổi ngay trong trận đấu của Klopp vẫn đang giúp Liverpool giành được những chiến thắng quan trọng. 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận đầu tiên của mùa giải cho thấy Liverpool của Klopp đang có sự trở lại ở mùa giải này bất chấp những khó khăn vẫn chồng đống ở phía trước.